bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Vy lộ diện tung tích bí ẩn gây sốc toàn cầu, có biến mới sắp xảy ra. Cách đây khoảng 3 tháng, cô có mặt tại sân bay Bắc Kinh với trang phục cầu kỳ. Nữ diễn viên luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ mỗi khi xuất hiện công khai sau vụ bị cầm sóng, xóa sổ. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Triệu Vy tươi cười khi được nhiều người hâm mộ chào đón. 2 năm qua, từ ngày bị cơ quan chức năng âm thầm xóa sổ, nữ diễn viên kín tiếng không nhắc việc trở lại giới giải trí. Theo Xinchiu, nữ diễn viên Triệu Vy xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26 tháng 6. Cô diện đồ đơn giản, trẻ trung nhưng bịt khẩu trang kín mặt, đội nón để tránh thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, diễn viên Hoàn Châu Cách Cách được nhiều khán giả nhìn ra, chào hỏi và xin chụp ảnh. Trong video ghi lại, nữ diễn viên trả lời thân thiện với fan khi một người nói, chị rút tay vào túi thật ngầu. Triệu Vy cười và đáp, vậy từ sau chị không rút tay ra nữa. Trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét đôi mắt của Triệu Vy lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Dù tương tác thân thiện với người hâm mộ, nữ diễn viên 47 tuổi khá ngại khi thu hút sự chú ý của nhiều người ở sân bay. Cách đây khoảng 3 tháng, cô có mặt tại sân bay Bắc Kinh với trang phục cầu kỳ. Nữ diễn viên luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ mỗi khi xuất hiện công khai sau vụ bị cầm sóng, xóa sổ. Hiện tung tích của Triệu Vy là ẩn số lớn với showbiz Trung Quốc. Một số nguồn tin nói cô sống ở quê nhà An Huy, số khác khẳng định diễn viên mẹ hộ bố mèo tạm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cuối năm 2021, cô được chụp lại ảnh đổ xăng ở ven đường Hồng Kông, Trung Quốc. Cô kín tiếng không cập nhật tình hình đóng phim, hoạt động nghệ thuật hay chia sẻ cuộc sống hiện tại. Trước khi vướng vào scandal, Triệu Vy là nghệ sĩ có địa vị cao trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô được gọi là thần tượng toàn năng, Triệu Quốc Dân để thể hiện sức ảnh hưởng rộng khắp của nữ diễn viên. Cô không chỉ là diễn viên hàng đầu mà còn là đạo diễn, nhà sản xuất được săn đón, có thành tích tốt. Tuy nhiên, sự nghiệp đỉnh cao kéo dài hàng chục năm của Triệu Vy sụp đổ vào tháng 8 năm 2021. Ngôi sao họa bì bị phong sát sau khi nghệ sĩ dưới trướng là Trương Chất Hạn vướng bê bối chính trị. Cô bị gạch tên khỏi các tác phẩm làm nên tên tuổi như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì, Mẹ Hộ Bố Mèo, Kinh Hoa Yên Vân, đồng thời thu hồi danh hiệu, giải thưởng danh giá cô từng nhận được. Nhà ở khu trường học vốn là dự án đánh dấu sự trở lại của én nhỏ trên truyền hình sau 6 năm kể từ Mẹ Hộ Bố Mèo năm 2015, song bộ phim buộc phải tìm Tượng Hân thay vai Triệu Vy, đổi tên thành Cuộc Sống Tiểu Mãn. Theo HK01, dù bị cấm sóng, Triệu Vy vẫn có cuộc sống giàu sang nhờ mắt tay kinh doanh. Trước đó, vợ chồng được cho là có khối tài sản hơn 1 tỷ đô. Đây có thể là nguyên nhân khiến Triệu Vy không còn mặn mà đóng phim. Đồng thời, giới thạo tin cho biết, Triệu Vy có thể lựa chọn làm nhà đầu tư phim ảnh, thay vì trở lại ồn ào với vai trò nghệ sĩ. Nữ diễn viên gần như không hề xuất hiện trên mạng xã hội cho đến khi cô chia sẻ một bức ảnh selfie vào sinh nhật lần thứ 47 vào ngày 12 tháng 3 vừa qua. Trong ảnh, Triệu Vy xuất hiện với gương mặt trang điểm nhẹ và bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ vì đã không bỏ rơi mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã ở đây và không bỏ rơi tôi. Tôi đã nhận được lời chúc sinh nhật của bạn. Tôi luôn mong muốn hạnh phúc trọn vẹn tới các bạn. Triệu Vy gửi lời chào đến người hâm mộ thông qua một đoạn ghi âm. Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Triệu Vy hoàn toàn bị xóa khỏi mạng Internet và truyền thông Trung Quốc. Trang cá nhân bị đóng, các bộ phim cũng như chương trình liên quan tới cái tên Triệu Vy đều bay hơi không để lại dấu vết. Bất cứ nghệ sĩ nào từng quen biết cô trong ngành đều nhanh chóng xóa mọi bài đăng trên Weibo liên quan. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc dự đoán sự nghiệp của nữ diễn viên đã hoàn toàn kết thúc.